VinFast VM5 đã được trang bị biprojector và thay thế một cặp bóng LED rồi, nhưng mà ánh sáng vẫn cho ra vẫn chưa ăn thua anh em ạ. Đây một chiếc xe VinFast VM5. Xe này thì nguyên bản của nó là biprojector và bóng là bóng sử dụng là bóng halogen ánh sáng vàng. Trước đây thì anh đã thay một cặp bóng LED rồi, cặp bóng này thì là cặp bóng xịn nhé, thay bên mình. Đấy, sau một thời gian sử dụng thì anh thấy cái cặp bóng LED thì cũng cải thiện ánh sáng khá là tốt rồi, nhưng mà nó vẫn chưa được sáng lắm. Thì hôm nay lại tiếp tục qua bên mình nâng cấp lên một cặp bi LED. Thì đây là một cặp bi LED X-Line V20 phiên bản mới nhất, phiên bản 2024 với công suất lọc cốt là 60W, pha 70W. Ánh sáng so với nguyên bản sáng gấp 4-5 lần. Đây là ánh sáng cốt đấy ạ, khi lên pha đấy ạ. Có thể nói đây X-Line V20 là một cặp bi LED quốc dân anh em nhé. Với cái tầm tài chính mà anh em chi trả bỏ ra thì nó chỉ loanh quanh chưa tới 7 triệu đồng. Và cái dòng này ấy, ánh sáng cho ra cũng rất là tốt. Nên là anh em đang sử dụng xe VF5 và tất cả các dòng xe khác mà muốn tham khảo và lắp đặt bi LED thì qua Akala Thái Nguyên với địa chỉ 579 Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên anh em nhé.